Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Thì hôm nay tôi làm một cái video giới thiệu về các loại tay nắm cửa sổ và tay nắm khóa cửa đi dành cho dòng cửa nhôm Sinfa và các loại cửa nhôm kính khác. Thì ở đây tôi có chuẩn bị một số các loại cửa nắm của nhiều hãng phụ kiện khác nhau để các bạn thấy sự khác nhau về mẫu mã cũng như chất lượng. Sau đây tôi sẽ quay từng cảnh chi tiết giới thiệu từng loại một. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ các loại tay nắm cửa sổ. Thì ở đây thì tôi có chuẩn bị hai loại tay nắm của hai hãng khác nhau. Thì như các bạn nhìn thấy đây thì đây là nhìn bên ngoài thì các bạn thấy sự khác nhau về mẫu mã rồi. Thì đây là cái tay nắm cài đơn điểm dành cho cửa sổ mở hất hoặc là mở quay của cửa nhôm. Đây là hãng Kim Long. Long sẽ cao hơn là Dra Home. Đây thì tôi sẽ nói về Kim Long chính hãng, còn nói đến hàng giả và hàng nhái. Thì hiện tại hãng Kim Long về màu sắc phụ kiện thì nó bao gồm có trắng và màu đen. Tại thì có thị trường Việt Nam thì chỉ có hai màu sắc như vậy thôi. Còn nơi sản xuất thì sẽ có nhiều màu sắc khác nữa. Còn đây là tay nắm Dra Home, hãng Dra Home. Dra Home thì giá thành rẻ và chất lượng là cũng 9-10 so với Kim Long. Thì hiện tại màu sắc của Dra Home trên thị trường Việt Nam thì bao gồm có màu trắng, màu đen và màu xám như cái loại tay nắm chúng ta quay đây. Mẫu mã thì cũng khá là đẹp. Đó là tay nắm cài cửa sổ hất hoặc là quay. Nói chung tay nắm này thì thường dùng cho các loại cửa sổ hất có cái chiều ngang nhỏ. Tiết kiệm thì mới sử dụng đến dành cho cửa sổ mở quay, còn không thì chúng ta sẽ dùng xài đến các loại tay nắm đa điểm như bên đây. Đây là các loại tay nắm khóa đa điểm. Thì cái tay nắm này ngoài cái phần tay nắm ra thì nó sẽ còn cái thanh chốt đa điểm nữa. Thanh chốt này thì có rất là nhiều dạng. Đây là tay nắm đa điểm cửa sổ của hãng Kim Long màu đen. Còn đây là Dra Home. Trường thì còn nhiều hãng phụ kiện khác cũng có loại tương tự như các loại tay nắm mà tôi đang quay đây. Nó sẽ khác nhau về hãng này, khác nhau về mẫu mã bên ngoài, chất liệu, nước sơn. Như các bạn thấy đây là Dra Home và lỏng và sơn là tính điện. Còn bên này sẽ là xi mạc, màu sắc nó bền cao hơn. Sơn này thì độ bền màu thì nó sẽ nằm từ mức từ 5 năm đến 15 năm. Trong điều kiện thời tiết tốt thì cái độ bền màu nó mới cao. Còn không thì nó nằm ở mức 5 năm đến 7 năm là sơn nó sẽ bay màu hoặc là chóc sơn. Còn đối với dòng này thì độ bền đến 15 đến 20 năm. Nó là tay nắm đa điểm dành cho cửa sổ. Thì cái tay nắm này chúng ta sẽ dành cho cửa sổ mở quay, cửa sổ mở hất có chiều ngang lớn. Cửa sổ mà quay ra ngoài. Còn đây là các loại tay nắm khóa cửa đi. Thì đây tôi có chuẩn bị 5 hãng khác nhau. Thì đây là hãng khóa Rita. Rita thì đến từ Hàn Quốc, mẫu mã bên ngoài rất đẹp. Còn đây là hãng Vogo. Vogo thì tay nắm cực kỳ chắc chắn, màu vàng sâm banh. Còn đây là hãng MA rất là chắc chắn. Còn đây là Kim Long. Kim Long chính hãng nha các bạn. Còn đây là hãng Dra Home. Và Kim Long thì nó khác nhau ở nước sơn. Kim Long sẽ là đen bóng, cái độ bóng cao hơn mà so với Dra Home tức là bóng mờ. Giữa các tay nắm khóa này có gì khác nhau hay không thì như các bạn thấy bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy về khác nhau về mẫu mã hình dạng bên ngoài rồi. Thì như các bạn thấy ở đây là Dra Home này, đúng không ạ? Thường thì cái tay nắm này nó sẽ rộng như thế này. Hầu hết là các tay nắm khóa trên thị trường đều rộng như thế này. Đây là Kim Long, nó cũng rộng tương tự như Dra Home, rồi hai hãng này cũng tương tự như nhau. Còn đây là hãng Vogo, tay nắm đúc liền luôn. Thì tay nắm được đúc liền thì nó sẽ cứng cáp hơn,
cáp hơn và an toàn hơn. Đó là do là ví dụ như khi chúng ta gắn cái cửa rồi thì những cái tay nắm mà dài như vậy thì chúng ta có thể sử dụng xà bầy cậy. Bầy cậy mạnh nó là gãy thôi, gãy nứt, tét, vỡ. Còn những loại liền như vậy thì các bạn có cậy kiểu gì cũng bao giờ mà vỡ được cái phần này. Đó là sự khác nhau về chất lượng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai hãng tay nắm đúc, thì HMA và Ogo. Nắm là đều được đúc liền, các bạn thấy đúc liền liền. Còn đây là một sơ rỗng này đó. Thì ngoài những hãng khóa này ra, hãng phụ kiện mà tôi vừa giới thiệu ra, thì trên thị trường hiện nay còn rất là nhiều hãng phụ kiện khác. Thì những hãng khác thì cũng tương tự như vậy thôi. Thì các tay nắm khóa cũng có các dạng tay nắm cài, tay nắm ra điểm, rồi là cái tay nắm khóa đi như thế này, nhưng mà mẫu mã sẽ khác nhau, rồi là về chất liệu hay là các phần kết cấu của này nó sẽ khác nhau. Một số hãng thì cũng sẽ giống nhau, tôi ví dụ như đây là Raho và Kim Long, các bạn thấy bên ngoài sẽ giống nhau. Cái phần ngoài này sẽ không quan trọng, quan trọng nhất là phần chỗ này nha các bạn, liên kết giữa cái phần này và cái tay nắm này. Nếu mà nó chất lượng kém thì nó rất dễ bị gãy ở phần này ra. Thì cái này rất là nhiều, nhất là Kim Long giả, Kim Long loại 2 đó, thì nó thường nói chung chúng ta sử dụng thời gian là sẽ bị gãy này. Còn những cái tay nắm mà chất lượng tốt thì rất khó bị gãy, khó bị nứt này ra. Sau đây tôi xin kết thúc video giới thiệu các loại tay nắm cửa sổ, tay nắm khóa cửa đi dành cho người nông sinh pha khác. Hiện tại thì công ty chúng tôi có cung cấp cửa nhôm Sinfa, cửa nhôm Toba và cửa nhôm cầu cách nhiệt HMA. Nếu các bạn có nhu cầu có thể tham khảo giá thành tại website của chúng tôi. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.